Thằng này thằng nào? Đỗ. Đỗ. Đỗ à, không ạ? Công Lý à? Đến 12 giờ rồi à? Chúc mừng năm mới. Chúc em năm mới mạnh khỏe, ăn uống tốt, sức khỏe tốt. Ra ngoài đường chạy nhảy. Bốc một quẻ cho năm mới, mong rằng năm mới thật sự vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết rồi và ngày bao giờ trong việc đầu tiên và ngày mùng 1 Tết thì mình sẽ là đi chùa. Hiện tại là thầy đang ở chùa thì không biết vì sao cứ mỗi lần bước chân vào chùa mình đều cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng, thư thái. Và chính vì thế mà đấy chính là cái công việc đầu tiên mà mình sẽ làm vào ngày mùng 1 Tết. Đến chùa Thủy Thanh sẽ thường cầu mong những điều bình yên cho gia đình cũng như là may mắn trong sự nghiệp công việc. Và chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Vừa mua một món đồ mới. Đây là cái máy ảnh Canon M10. Cái này tối nay mình sẽ review cho các bạn xem nhá. Trời ơi, thích quá. Bây giờ thì mở hộp nhá. Mình vừa mới mua ở trên Tiki xong. Trời ơi, cái máy này mình thấy hôm nay Tiki bán rẻ siêu rẻ luôn ý. Để mình tìm dao mở ra nhé. Tiếp mục đập hộp máy ảnh Canon M10 bắt đầu. Hôm nay là mùng 1 Tết mà bên Tiki cũng làm việc luôn. Mình vừa mới đặt lúc 3 giờ mà bây giờ là gần 5 giờ. Đã sao đến rồi, Tiki nào. Nhanh dã mà luôn đi. Ôi, thích quá. Một mua hàng mà được giao hàng luôn này, thích quá. Không biết là nó sẽ như thế nào đây. À, đây là mâm cơm của nhà mình hôm nay vừa cúng thắp hương mùng 1. Còn bây giờ nhà mình đang chuẩn bị ăn tối. Đang có rất là nhiều người ở trên nhà. Mở ra nào.
ra được, còn dính vào chỗ nào nữa. Tiếp mục đập hộp. Mình sẽ mở nó ra nhé. Mới tinh. Tinh 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 tinh. Đây là một thẻ bảo hành chính hãng. Đây là một quyển hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Mèo là mở hộp. Ta-da. Tiếp theo. Đây là ống kính này. Đi ra máy ảnh nghe. Dưới này chắc là xả cát các kiểu. Củ xạ. Pin. Cạp cát. Đây ra máy ảnh. Còn cái gì nữa nhỉ? Hết rồi, thế này không còn gì nữa. Đây là chiếc máy ảnh Canon M10 mình vừa mới mua. Mình đã lắp lens vào trong cái body. Máy này mình mua ở trên Tiki thì nó có cả dạng body không và dạng kit có lens và body. Nhưng mà mình đã mua cái này, trời ơi, thực sự là giá của nó rất là tốt luôn ý. Mình không nghĩ là mùng 1 Tết mình vẫn có thể mua được cái máy ảnh như thế này. Sau khi mà chúc mừng cùng mọi người xong rồi, mình lên giường chuẩn bị đi ngủ và lướt Facebook thì tự nhiên mình thấy có máy ảnh này. Và thực sự là xem xong thì mình thấy mê luôn ý. Mặc dù là bây giờ mình vẫn chưa biết sử dụng nó, nhưng mà riêng về cái hình dáng thì khá là đẹp, rất là vừa tay, nó không bị quá to. Và ngoài ra có một cái mà mình thích nhất thì chính là có thể, đây là một cái màn hình có thể lật được. Và trời ơi, mình đã mơ ước một cái máy có thể lật được như này rất là lâu rồi. Thích quá. Và một điều nữa là chính là mình mua cái máy này ở trên Tiki thì hôm nay là mùng 1 Tết đúng không? Và mình nghĩ là sẽ không có ai làm việc vào ngày này cả, nên mình nghĩ là thôi mình cứ đặt hàng đi, xong rồi ra Tết thì sẽ có. Nhưng mà ai ngờ đâu là mình đặt vào sau đấy chưa đầy 2 tiếng sau mình đã nhận được cái con này rồi. Yeah! Vậy là Tết này đã có cái để mà đi chụp ảnh đẹp rồi. Mình định review cho các bạn, nhưng mà mình chưa biết sử dụng cho nên là không biết làm nào để review. Tuy nhiên thì cái video mà mình quay trước cái video này là video mà là hình ảnh mà các bạn nhìn thấy khi mà nhà mình ăn cơm ấy, thì đấy là mình dùng cái máy này mình quay đấy. Thì có thể sẽ giúp cho mọi người nhìn nhận một chút về cái độ sắc nét, cái độ
lượng hình ảnh của cái máy quay này đưa ra. Tuy nhiên thì cái lúc đấy là mình thử thôi, thử test thôi, mà mình cứ ấn quay thôi là chưa, hoàn toàn là chưa có điều chỉnh bất kỳ một cái gì cả. Thì mọi người có thể biết được là cái demo, cái base ban đầu của cái máy này là như thế nào, để có thể đánh giá họ một cách là rất là trực quan. Tức là nó không phải là quá chi tiết, nhưng mà có thể giúp cho mọi người có một cái nhìn trước mắt về cái máy ảnh này, về chất lượng là như vậy. Sau khi mà mình đã biết sử dụng rồi thì mình sẽ sử dụng máy này để quay các video tiếp theo. Thì mong là nó sẽ giúp cho mình xinh hơn, hình ảnh của mình chất lượng hơn, và mong là sẽ giúp cho các video của mình sẽ, và mong là sẽ giúp cho các video của mình thì sẽ được nhiều bạn yêu thích hơn. Trời ơi, link của cái máy ảnh này và mình mua tại Tiki thì mình sẽ để ở dưới video này nhé, mọi người có thể vào tham khảo, và nếu như mà thích thì có thể mua. Nhưng mà thật sự đây là một món quà vào ngày mùng 1 Tết mình tự lì xì cho mình, thật sự là rất xứng đáng luôn ý. Vui quá. Và ngày mùng 1 Tết của mình đã diễn ra như vậy đấy. Nếu như các bạn cảm thấy thích video này thì hãy ấn like và subscribe channel của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy chờ mong đến video tiếp theo vào ngày mùng 2 Tết. Rồi thì mình phải đi ngủ đây. Bye bye.